Chào mừng các bạn đã đến với số podcast tiếp theo trên kênh Bí ẩn Radio. Và mình là Tà Từ. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn một số các cái thông tin liên quan tới các bộ truyện mà thời gian vừa qua được rất nhiều các bạn đón nhận. Và sau đó thì mình sẽ chia sẻ thêm những câu chuyện bên lề liên quan tới những một số cái tranh luận của các bạn và một số cái mong muốn mà các bạn đã để lại trong phần bình luận bên dưới các video, cũng như là các cái khung chat ở trên group Zalo hoặc là comment ở trong group Facebook. Để mà nói về hai cái bộ truyện mà rất được các bạn quan tâm trong tuần vừa qua, phải nói ngay tới bộ thứ nhất là Tết ở Lạc Địa Ngục, và bộ thứ hai là Ma Ám Xóm Trọ Sinh Viên. Thì với bộ Tết ở Lạc Địa Ngục thì có thể nói là có khá nhiều bạn yêu cầu, đề nghị. Nhưng mà trước khi mình quyết định mình liên hệ tác giả và mình lấy cái bản quyền của mình, lấy tác quyền của cái bộ truyện này, thì mình cũng khá là đắn đo. Bởi vì trước đó là có khá nhiều các kênh lớn họ cũng đã đọc rồi. Nhưng mà để mà nói là để mà đúng cái gu của các bạn thính giả của Bí ẩn Radio, thì mình nghĩ là mình vẫn còn cơ hội để mình thể hiện tác phẩm mà được các bạn đón nhận. Dù sao thì mình cũng chưa nghe các kênh, và mình cũng chưa đọc truyện, và mình cũng chưa xem phim luôn. Thì đấy cũng là một cái động lực. Mình là một người rất hâm mộ các câu chuyện ma mà pha một chút gì đấy ám mạng trinh thám. Và vì vậy nên là mình đọc cái bộ này mình rất hứng khởi. Và mình cũng không bị áp lực về view, về lượt người xem, hay là về bất cứ một cái áp lực nào đó về phản ứng của các bạn thính giả. Bởi vì mình xuất phát từ việc là mình người hâm mộ một cái bộ truyện thuần Việt, và lại có một kết cấu rất là chắc chắn, có một nhịp điệu rất là hấp dẫn, và một cái nội dung phải nói là khá là gay cấn và ly kỳ. Thì mình trước tiên là mình đọc cho mình đã, mình đọc cho mình thưởng thức. Và quả thật là sau khi mình đọc xong, mình nghe lại xong, sau đấy mình up lên YouTube, và mình buổi tối mình ngủ mình nghe ấy, thì mình quả thật là mình thấy là cũng được. Ông Tả Từ ông đọc cái bộ Tết ở Làng Địa Ngục này có vẻ như là cũng có một cái màu nào đó khác, để cho các bạn thính giả, các bạn xem YouTube có thể có thêm một lựa chọn nữa bên cạnh những cái kênh họ đã đọc rất hết sức thành công rồi. Thì mình chỉ muốn đóng góp thêm một lựa chọn cho các bạn thôi. Còn các bạn nào mà nghe rồi mà cảm thấy có thể không phù hợp lắm thì các bạn có thể bỏ qua, mình cũng vui vẻ thôi, không vấn đề gì. Bởi vì mình đọc là mình cũng không bị áp lực nhiều. Để mà nói về nội dung của câu chuyện này thì phải nói là nó có kết cấu rất chặt chẽ, và các nhà làm phim hoàn toàn có cơ sở, có lý do của họ để họ chọn cái kịch bản này, để họ chọn cái nguyên tắc này để làm kịch bản cho phim. Bởi vì là nó có các cái kết cấu chương hồi rất là rành mạch rõ ràng, có nút thắt nút mở, và có cả cái gợi mở đằng sau. Nó giống như là after credit ấy, cứ sau mỗi tập lại có một cái after credit mà buộc người nghe, người ta phải suy nghĩ xem là cái câu nói đó, cái câu nói mồi ở sau cái tập đó, nó hướng tới tập sau thì diễn biến nó như thế nào. Và nó giúp cho người nghe cảm thấy rất là mong mỏi để nghe được tiếp, được nghe tiếp cái phần tiếp theo. Thì chuyện kể về một cái ngôi làng, toàn bộ người dân trong làng là một hậu thế của một toán cướp vô cùng khét tiếng thời nhà Nguyễn, ở tận trong miền trong cơ. Và sau khi mà bị quan quân triều đình truy sát, thì họ đã phải dạt lên miền Bắc, qua cái nhánh Thăng Long và lên tận một cái miền núi ở miền núi phía Bắc để lập nghiệp và sinh sống. Thì cái làng này nó vô cùng là hẻo lánh và tách biệt. Hàng năm, hàng tháng thì chỉ có một người được ra vào thôi, đó chính là ông trưởng làng. Bởi ông này ông có một cái cốt cách đặc biệt, thì ông mới có thể đi qua được cái làn màn sương mù, rồi đi qua những cái đại loại là những cái vấn đề tâm linh, và cả những cái vấn đề hiểm trở về đường đi, đường núi rất hiểm trở, để có thể xuống được chân núi và buôn bán, trao đổi hàng hóa, là cầu nối duy nhất của dân làng với thế giới bên ngoài. Và ông này ông có gặp một cái giấc mộng điểm báo rất kinh khủng, là làng này sắp trở có một cái đại họa ập xuống đầu, thậm chí
có thể là chết hết cả làng. Và cứ thế câu chuyện được dẫn dắt từ chương 1, chương 2, chương 3 đến chương 21 là một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn, là một đại án mạng cực kỳ hay mà các bạn có thể nghe được không chỉ trong văn học, không chỉ trong văn học các nước tiên tiến về nền văn học kinh dị nhé, và thậm chí Việt Nam bây giờ cũng có những cái tác phẩm rất hay như vậy. Mình sẽ không spoil thêm, mình chỉ chia sẻ thêm rằng là khác với các kênh khác là mình sẽ gộp 2 chương vào trong một tập. Như vậy là các bạn có thể nghe khoảng tầm 1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 15 phút trở lên, thậm chí đến 1 tiếng 20 phút để nghe một tập, một video thì nghe nó sẽ rất dày dặn và các bạn nghe nó đã hơn, nó không bị lẻ tẻ quá. Rồi, đó là câu chuyện Tết ở làng địa ngục. Còn một bộ thứ hai cũng rất được yêu mến, đó là bộ Ma ám xóm trọ sinh viên của tác giả Nguyễn Trang. Bộ Tết ở làng địa ngục là của tác giả Thảo Trang. Bộ Ma ám xóm sinh viên của tác giả Nguyễn Nam, nhà văn bố láo đấy, thì vẫn giữ nguyên được những cái tinh thần như sự thành công của bộ truyện Ma Tây Bóc ký sự vùng cao. Đó là có một chút gì đó lãng mạn, có một chút gì đó hài hước, có một chút gì đó gần gũi của tuổi trẻ, của những cái chuyến đi của các bạn trẻ đi khám phá các vùng đất và khám phá luôn cả những phong tục tâm linh, những câu chuyện ma quái giận người. Thì đó là một cái thành công của tác giả Nguyễn Nam, và các bạn cũng yêu cầu rất nhiều. Và mình cũng chia sẻ luôn là trưa ngày hôm nay là mình cũng lên phần thứ nhất của quyển thứ hai với tựa đề là Chuyến du lịch bất ổn, cũng hứa hẹn là rất hấp dẫn. Và tối ngày hôm nay thì mình sẽ lên quyển số 3 của Tết ở làng địa ngục. Như vậy là trong một ngày thì mình đâu đó là mình đọc tận hơn 2 tiếng đấy. Cái phần số 1 của quyển 2 Ma ám xóm trọ sinh viên Chuyến du lịch bất ổn là kéo dài hơn 40 phút. Còn quyển số 3 của Tết ở làng địa ngục với tựa đề là Đại họa bắt đầu, tức là những cái chết bắt đầu, rồi cá rỉa xác chết và người lạ bắt đầu vào làng, thì phần này cũng trên 1 tiếng 15 phút. Thì rất hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ Bí ẩn Radio để mình có động lực. Sở dĩ hôm nay mình ra 2 chuyện đơn giản thôi là do mình có thời gian hơn, mình cũng đang có một cái tâm trạng rất là bay, bởi vì mình đọc cái bộ Tết ở làng địa ngục mình rất là hứng thú, nên là mình cũng không cảm thấy mệt nếu mà để mà đọc dài. Và bên cạnh đó thì cái bộ ma ám xóm trọ sinh viên thì cũng đang đi vào những cái chuyến phiêu lưu mới, nó cũng rất là hấp dẫn. Và mình tin là các bạn mà đã thích chuyện Ma Tây Bắc ký sự vùng cao thì các bạn cũng sẽ thích bộ này thôi, thì mong các bạn là sẽ ủng hộ. Rồi, đến phần tiếp theo là câu chuyện về việc khen chê các tác giả. Thì mình phải chia sẻ thật với các bạn là không phải ai cũng có thể viết 10 bộ mà đều tay, hay là giống như ông Quentin Tarantino. Ông ấy làm 9 bộ phim thì cả 9 bộ phim đều là siêu phẩm. Trên đời này ít có người làm được như vậy. Vì vậy nên là các bạn hãy rộng lượng hơn, mở lòng hơn nữa với các tác giả. Có bộ truyện thì họ viết có thể hơi non tay, bởi vì có những cái giai đoạn, không phải ai mà tự nhiên lại viết ra một cách rất là hấp dẫn và kín kẽ, không thể nào bị phản bác về bất cứ một cái chi tiết hay kết cấu nào. Mà các bạn hãy để cho các tác giả cũng có sự trưởng thành trong ngòi bút. Họ luôn luôn có những giai đoạn là mới chập chững viết thì nó sẽ có những cái non nớt, nhưng mà khi mà họ đã có những cái tác phẩm sau này thì nó sẽ gọi là chín chắn hơn và kín kẽ hơn, chặt chẽ hơn trong bút lực. Thì các bạn nếu các bạn có một câu chuyện nào mà chưa hợp gu lắm, mà chưa hợp ý lắm các bạn không ưng ý lắm về bất cứ một cái chi tiết nào hoặc là một cái kết cục nào, thì mong các bạn rộng lượng cùng với Tả Từ, rộng lượng với các tác giả và khuyến khích họ để họ cho ra những tác phẩm tiếp theo mà hay hơn và hợp gu với số đông hơn. Mình chỉ chia sẻ như vậy thôi, bởi vì mỗi người mà tạo ra các nội dung sáng tạo ấy thì họ rất vui khi nhận được những lời động viên, nhưng mà họ cũng rất buồn khi mà nhận những lời không hẳn là góp ý mà lại là hơi vùi dập một tí. Đấy, thì các bạn cố gắng
chúng ta tạo một cái môi trường nghe chuyện cùng Bí Ẩn Radio, cùng Tà Từ với tác giả, chúng ta nghe chuyện một cách thân thiện và góp ý một cách xây dựng, để cho tất cả mọi người cùng có một cái môi trường nó thoải mái hơn trong việc nghe chuyện. Và chúc các bạn sẽ ngày càng có nhiều sức khỏe để có thể nghe được những cái câu chuyện tâm linh, bí ẩn, kinh dị một cách thoải mái và không bị ám ảnh. Rồi, podcast ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào, hẹn gặp lại.